Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ đến cho các bạn quyển sách Người thành công làm gì vào buổi sáng của tác giả Hayato Goto. Đây là một tác giả người Nhật. Và trong series này thì chúng ta sẽ có combo hai quyển sách. Một là Người thành công làm gì vào buổi sáng và hai là Người thành công làm gì vào buổi tối. Chúng ta sẽ có hai quyển sách như thế này và Uyên sẽ lần lượt giới thiệu đến cho các bạn cả hai quyển sách luôn. Thì trong video ngày hôm nay, Uyên sẽ chia sẻ đến cho các bạn nội dung của quyển sách Người thành công làm gì vào buổi sáng. Đây là một quyển sách cũng khá là mỏng, không dày lắm đâu các bạn ạ. Quyển sách này thì chúng ta sẽ có 130 trang. 130 trang ha. Thì tác giả Hayato Goto là một tác giả người Nhật. Trước giờ thì trên kênh YouTube của Uyên, Uyên đang chia sẻ cho các bạn rất là nhiều quyển sách của các tác giả, đa số là người Mỹ, Canada, được dịch lại qua tiếng Việt. Thì hôm nay Uyên giới thiệu một tác giả người Nhật, một tác giả châu Á. Thì trên thị trường Việt Nam cũng có rất là nhiều quyển sách của những tác giả người Nhật được phát hành và cũng khá là được nhiều bạn yêu thích. Nên là Uyên cũng hy vọng là chúng ta sẽ yêu thích nội dung quyển sách của tác giả Hayato Goto này. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 chương, các bạn hãy đón nghe nhé. Nếu mà các bạn yêu thích những nội dung sách mà Uyên đang chia sẻ trên kênh YouTube này, thì các bạn có thể click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới. Truy cập vào đó và chúng ta có thể đặt mua sách giấy ủng hộ cho công ty phát hành sách, đó là công ty Beastbook. Uyên có liên kết với công ty Beastbook để mang đến cho chúng ta bản quyền sách trên kênh YouTube này. Thì song song với đó, Uyên cũng giới thiệu đến cho các bạn mua sách giấy ủng hộ cho công ty cũng như là ủng hộ cho tác giả. Khi mà các bạn đặt hàng qua đường link trong phần mô tả video của Uyên, thì đơn hàng của bạn sẽ được chuyển thẳng đến cho nhân viên của công ty Beastbook và phía công ty sẽ ship hàng đến cho các bạn. Vì đây là công ty phát hành sách chính thống cho nên là tất cả sách mà các bạn đặt mua qua link của Uyên đều là sách thật từ chính công ty gửi đi. Việc này sẽ giúp cho các bạn có thể hoàn toàn tránh được việc mua nhầm sách lậu, sách giả trên thị trường. Các bạn hãy yên tâm nhé. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung video đầu tiên của quyển sách Người thành công làm gì vào buổi sáng, tác giả Hayato Goto. Mời các bạn cùng lắng nghe. Người thành công làm gì vào buổi sáng? Tác giả Hayato Goto, dịch giả Triệu Nguyễn Lan Phương, phát hành bởi Beastbook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thùy Uyên. Lời nói đầu. Bạn có muốn sống một cuộc sống lý tưởng không? Chắc hẳn sẽ chẳng có ai trả lời không trước câu hỏi này cả. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng luôn nỗ lực mỗi ngày để có được một cuộc sống lý tưởng. Tuy nhiên, tôi đã không thể thực hiện được mong ước ấy cho đến khi nhận ra một sự thật. Sự thật đó chính là tầm quan trọng của buổi sáng. Trước đây, tôi đã từng nghe rất nhiều người nói về tầm quan trọng này. Tuy nhiên, vì hầu như những người thành công đều là những người đã có tuổi, nên tôi của khi ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ chỉ dậy sớm thôi và đã không tin mấy vào điều này. Thế nhưng, việc tất cả những người thành công tôi được gặp trong thực tế đều nói về việc buổi sáng có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào đã khiến tôi dần có suy nghĩ. Không chừng buổi sáng quan trọng như thế thật. Do đó, tôi quyết tâm thử thay đổi giờ giấc sinh hoạt vào buổi sáng và cuộc đời tôi đã hoàn toàn lật sang một trang mới. Nhân viên chống đối, doanh thu ì ạch, các mối quan hệ không mấy suôn sẻ, tin đồn vô căn cứ bị lan truyền. Những ngày khó khăn vốn đang tiếp diễn ấy, bỗng bắt đầu biến chuyển tốt lên hệt như mơ vậy. Tất cả những chuyện tôi mong ước đều trở thành sự thật. Tiền chảy vào túi, có đối tác kinh doanh, có thêm những người bạn tuyệt vời. Giờ đây, đối với tôi, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đầy thú vị và ngập tràn hứng khởi. Có thể nói, tôi có được như vậy là nhờ vào buổi sáng. Xin lỗi vì tôi đã không nói điều này với bạn sớm hơn. Tôi là Hayato Goto, một nhà sản xuất thương hiệu. Tôi đã hỗ trợ cho vô số doanh nghiệp, con người, tổ chức khác nhau để đạt được sự thành công. Chẳng hạn như hỗ trợ sản xuất tổng hợp cho Yokochi Yuichiro, nhà sáng lập Fujigen, nhà máy guitar nổi tiếng nhất trên thế giới, với Grico, hay hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho đại diện Hoa hậu Thế giới Nhật Bản.
với mục đích mang lại những phương pháp hiệu quả nhất cho tất cả các bạn đọc. Trong cuốn sách này, tôi đã tổng hợp một cách ngắn gọn, dễ hiểu tất cả các thói quen buổi sáng được thực hiện bởi chính những con người đã thành công hay những người liên tiếp tạo dựng được thành tựu mà tôi vinh dự được gặp gỡ thông qua các hoạt động. Chính vì vậy, ai trong chúng ta cũng có thể ngay lập tức bắt tay vào việc áp dụng các thói quen này. Những thói quen mà tôi tổng hợp hầu như đều là những hoạt động có thể thực hiện trong vòng 1 phút. Tuy nhiên, các bạn không cần phải cùng lúc thực hiện tất cả các thói quen này. Hãy thử áp dụng từng chút một vào buổi sáng, bằng cách bắt đầu từ những việc mà bạn cảm thấy bản thân có thể làm được. Đầu tiên, bạn hãy bắt đầu từ những việc vừa sức với bản thân, rồi dần dần tăng nó lên. Những điều được đề cập trong cuốn sách này không phải là những hoạt động buổi sáng đang thịnh hành. Nó là phương pháp chiến thắng buổi sáng, nhằm kiểm soát cuộc đời theo ý bạn, thông qua cái cách mà bạn tận dụng buổi sáng. Từ trước đến nay, tôi đã góp mặt vào thành công của khá nhiều người và tôi đã nhận ra một điều khi tận mắt chứng kiến chúng. Đó chính là việc cuộc đời chúng ta có được là do những chuỗi ngày xếp chồng lên nhau tạo thành. Việc ngày hôm nay bạn sống như thế nào sẽ quyết định đến sự thay đổi trong ngày mai và cả cuộc đời bạn sau này. Việc mở cuốn sách và đọc ngay những dòng chữ tiếp theo sẽ là cột mốc đánh dấu sự chuyển biến mới trong chính cuộc đời bạn. Mọi cuộc gặp gỡ đều là ý trời. Tôi thật lòng biết ơn vì đã gặp được bạn và xin dành tặng đến bạn cuốn sách này. Tháng 10 năm 2016, nhà sản xuất của Người đàn ông tốt nhất thế giới, nhà sản xuất thương hiệu Hayato Goto. Chương 1. Những việc làm vào buổi sáng để luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều 1. Quyết định ngày hôm nay sẽ trôi qua suôn sẻ. Khi còn nằm trên giường, chắc hẳn không ít người trong số chúng ta cảm thấy vô cùng đau khổ khi phải rời khỏi giường để thức dậy vào mỗi buổi sáng. Hầu hết chúng ta đều chán ngấy cái cảnh phải lê lết, gượng dậy khỏi giường, trong khi bản thân vẫn còn đang ngái ngủ, và càng tệ hại hơn nữa nếu đó là mùa đông. Thêm vào đó, nếu bạn thức dậy nhầm thời điểm, cơ thể của bạn sẽ trở nên uể oải trong suốt một ngày dài. Trên thực tế, việc bạn bật dậy khi vừa mới tỉnh giấc hay bắt đầu hoạt động ngay sau khi thức dậy là việc làm không tốt cho cơ thể. Nó sẽ khiến huyết áp tăng vọt, làm tim và não phải chịu đựng một áp lực không cần thiết. Điều đó dễ dẫn đến nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Chính vì thế, bạn nên làm ấm cơ thể thật kỹ trước khi ngồi dậy. Dù vậy, nhưng trạng thái đờ đẫn này không hề dễ chịu chút nào. Và những người thường đạt được thành quả chính là những người biết tận dụng khoảng thời gian mơ hồ này để thực hiện những việc đơn giản. Từ đó, biến khoảng thời gian này thành khoảng thời gian thần kỳ để bắt đầu một ngày mới đầy thuận lợi. Hành động đó được gọi là hình dung sơ qua một ngày thành công và quyết định ngày hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ. Khi chưa thể bước xuống giường, bạn có vô tình nghĩ đến những chuyện gì khác trong lúc còn đang gật gù không? Nếu những chuyện đó gói gọn trong khoản công việc hay dự định cá nhân thì khá tốt đấy. Hãy mường tượng ra dáng vẻ của bạn khi những việc nếu được như thế thì vui biết mấy diễn ra. Chẳng hạn như dự án đang thực hiện ở công ty sẽ hoàn thành suôn sẻ. Cuộc đàm phán với đối tác làm ăn sẽ diễn ra chót lọt. Ý kiến cá nhân của mình trong cuộc họp sẽ được cấp trên tán thành. Buổi hẹn hò đầu tiên sẽ diễn ra như ý. Vì đầu óc của chúng ta lúc đó vẫn còn đang mơ màng, nên nếu bạn đại khái thực hiện được như vậy thì đã tốt lắm rồi. Giả sử, ngày hôm đó không có sự kiện gì đặc biệt quan trọng diễn ra, thì bạn hãy thầm hình dung về lịch trình một ngày của mình. Nghĩ về dáng vẻ của bạn khi được trải qua một ngày tràn ngập niềm vui và hứng khởi. Việc hình dung có sức mạnh vô cùng phi thường. Nếu như bạn hình dung ra những điều tốt đẹp, hình dung ra viễn cảnh thành công của bản thân, thì não bộ bạn sẽ ghi nhớ
và xem chúng như những trải nghiệm thành công đã diễn ra trong thực tế. Ngược lại, nếu bạn hình dung những điều tồi tệ, não bộ bạn cũng sẽ xem nó như những thất bại điển hình mà bạn đã trải qua dù đó chỉ là tưởng tượng. Tóm lại, càng có nhiều hình dung về viễn cảnh thành công sẽ càng tạo ra nhiều trải nghiệm thành công trong não. Hơn nữa, việc làm này cũng có khả năng xóa bỏ hoàn toàn những tác nhân khiến bạn cảm thấy lo lắng. Chẳng hạn như những vận động viên thể thao có thành tích cao, họ thường xuyên tiếp nhận sự đào tạo tư duy dưới sự hướng dẫn của các nhà chuyên gia. Không chỉ thế, dạo gần đây, số lượng doanh nhân và nhà điều hành doanh nghiệp đến tiếp nhận đào tạo tư duy này cũng ngày một gia tăng. Định luật Murphy nổi tiếng về việc tận dụng tiềm thức để đạt được mục tiêu cũng cho rằng, nếu được vẽ ra trong tâm trí, mong muốn ấy nhất định sẽ trở thành hiện thực. Trên thực tế, khi tôi thử quan sát những nhà điều hành doanh nghiệp xung quanh tôi, thì quả nhiên, những người thành công luôn là những người có tư duy rất tích cực. Ngược lại, những người luôn mang suy nghĩ tiêu cực thì sự nghiệp của họ thường không khả quan mấy. Dù cho ngày hôm đó là một ngày bạn phải vật lộn với những nỗi lo âu hay mất tự tin đi chăng nữa, bạn cũng hãy tưởng tượng mình sẽ xử lý tốt mọi việc. Mục đích của hành động này là nhằm ghi lại những trải nghiệm thành công vào não. Chính vì thế, bạn cứ thỏa sức tưởng tượng những viễn cảnh tươi đẹp, suôn sẻ nhất đối với bạn. Việc bắt đầu ngày mới với cảm xúc tích cực hay với sự chán chường chắc chắn sẽ ảnh hưởng rõ rệt khoảng thời gian của ngày hôm đó. Chính vì vậy, buổi sáng của bạn thế nào sẽ quyết định tương lai của bạn thế ấy. Điều 2. Hành động khác với mọi ngày. Sau khi rời khỏi giường, không có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa hồng. Chắc hẳn cũng sẽ có những lúc mọi chuyện không diễn ra như chúng ta mong muốn vì bất kỳ một lý do nào đó. Những lúc như vậy, bạn hãy thử thay đổi toàn bộ lịch trình xem sao. Nếu bạn muốn kết quả ngày hôm nay khác ngày hôm qua, bạn hãy hành động khác ngày hôm qua. Nếu bạn đang cảm thấy tư duy bị trì trệ hoặc không có cảm hứng, hãy làm những việc mà trước đây bạn không bao giờ làm. Vì não bộ của chúng ta vốn thích những hành động rập khuôn, cho nên một khi bạn hành động khác với mọi ngày, nó sẽ thảng thốt, úi, và vội vã tìm cách xử lý. Hơn nữa, nhờ việc hành động khác đi, những cảnh tượng mà bạn nhìn thấy trước giờ cũng sẽ được thay đổi. Từ đó, tư duy của bạn cũng sẽ được khởi động để đáp ứng lại sự thay đổi này ngay. Kết quả là đáp án của hành động. Thay đổi hành động chính là tạo cơ hội để thu hút những kết quả khác. Bạn không cần phải thay đổi quá nhiều, hãy thử bước ra ban công và hít thở sâu. Hay thêm một tách cà phê nếu bình thường bạn chỉ chọn uống trà là đủ. Hơn nữa, nếu muốn tăng hiệu quả, bạn nên vận động cơ thể như duỗi nhẹ chân tay. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác vô cùng bức bối khi phải ra ngoài đánh golf, nhưng lại chợt nhận ra việc chơi golf khiến bạn trở nên cực kỳ phấn khích? Hay bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu khi bị thúc giục dọn phòng, nhưng lại bị cuốn vào công việc lúc nào không hay? Những cảm giác ấy bạn đã từng trải qua chưa? Người ta cho rằng do cấu tạo của não bộ nên chúng ta khó có thể nghĩ được những cảm xúc tiêu cực khi cơ thể đang vận động. Việc vận động tạo ra sức mạnh giúp bạn thoát khỏi những cảm xúc trì trệ, tiêu cực cũng như thoát khỏi tình trạng bí bách do không nảy sinh được ý tưởng. Bản thân tôi thường ra ngoài đánh golf vào những ngày rảnh rỗi vì nó giúp tôi giải tỏa muộn phiền và trở nên lạc quan hơn. Hơi ngoài lề một chút, nhưng dạo gần đây tôi đã bắt đầu chơi golf lại, một môn thể thao mà suốt 5 năm qua tôi đã không động đến. Mặc dù hầu như tôi đã không tập luyện suốt một thời gian dài, thế nhưng kỳ lạ thay, tôi luôn đạt tầm 80-90 điểm, thỉnh thoảng cũng được 100. Nhưng so với khoảng thời gian nghỉ ngơi thì việc này quả là việc mà tôi không thể nào ngờ đến. Trong suốt 5 năm không tập luyện ấy, những lúc muốn thay đổi tâm trạng, tôi thường thực hiện các động tác vung tay trong không khí. Có lẽ vì thế mà cơ thể tôi vẫn còn nhớ cách vụt gậy. Chỉ với một phút tích lũy mà tôi đã có thể giữ vững được phong độ đánh golf của mình.
quả thật. Tuy chỉ một phút, nhưng chúng ta không thể xem nhẹ một phút này được. Chỉ với một sự thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ mang đến niềm vui mà trước giờ bạn chưa từng nghĩ đến. Nói cách khác, não bộ của bạn sẽ trở nên linh hoạt và có thể trong tương lai, bạn sẽ thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp nào đó, từ chính những thay đổi hết sức bình thường, hoặc từ một sự khởi đầu tình cờ ngày hôm nay. Não bộ chúng ta nhạy cảm với sự thay đổi hành động. Chính vì thế, hãy tận dụng nó và tạo ra sự đổi mới tích cực nhé! Điều 3. Biết ơn ông bà, tổ tiên và mọi người xung quanh. Sau khi rời khỏi giường, nhiều người thành công có thói quen bày tỏ lòng biết ơn với ông bà, tổ tiên. Hơn nữa, họ cũng rất biết ơn những người xung quanh mình. Được mệnh danh là người đàn ông tốt nhất thế giới, Yokoichi Yuichiro, người sáng lập Fujigen, là một người vô cùng biết ơn cha mẹ. Yokoichi đã gây dựng công ty guitar đầy tự hào với thị phần lớn nhất thế giới, chiếm 40%, bao gồm cả OEM trong suốt 26 năm. Lý do chính giúp ông biến điều này thành hiện thực là nhờ ông luôn đối đãi với mọi người xung quanh bằng tấm lòng biết ơn và luôn thể hiện sự cảm tạ đối với ông bà, tổ tiên của mình. Nhờ luôn vâng lời mẹ dạy, hãy cảm ơn mọi người và hãy làm cho họ những gì mình muốn họ làm cho mình. Ông đã vươn lên đứng đầu thế giới. Từ cổ chí kim, người ta đã luôn cho rằng khởi nguồn của mọi sự biết ơn là biết ơn tổ tiên, ông bà cha mẹ. Chẳng hạn như tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, Luận Ngữ, cuốn sách lãnh đạo của Minh Trị Duy Tân hay cả nhân vật Yoshida Shoin, người đã nuôi nấng, dưỡng dục Aito Hirobumi và Takatsuji Shinsaku, cũng thường được nhắc đi nhắc lại trong sách vở. Tất nhiên, chúng ta không thể chứng minh mối quan hệ nhân quả này trên cơ sở khoa học. Tuy nhiên, khi quan sát vô số những người thành công từ trước đến nay, tôi luôn cảm nhận được một cách sâu sắc về ý nghĩa của lòng biết ơn này. Nhiều người thành công có thói quen thể hiện lòng biết ơn thông qua hành động, và họ thường tận dụng khoảng thời gian mỗi sáng để bày tỏ nó đến ông bà, tổ tiên hay những người xung quanh mình. Mở đầu ngày mới bằng một lời cảm ơn, tâm trạng của bạn sẽ trở nên sảng khoái và bạn sẽ càng trân trọng khoảng thời gian của ngày hôm đó. Bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn bằng bất cứ cách nào. Nếu nhà bạn có bàn thờ Phật thì hãy thắp nhang, còn không chỉ cần chắp tay, thành tâm nhắn nhủ đến tổ tiên rằng cảm ơn ông bà đã luôn phù hộ cho chúng con là đủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn cách đi viếng mộ. Trường hợp trên đường đi làm có đền thờ hoặc chùa chiền, bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn bằng cách tạt vào đó. Đối với bản thân tôi, mỗi sáng, tôi đều thắp nhang bàn thờ Phật và cảm ơn ông bà, cha mẹ. Trừ trường hợp đặc biệt như đi công tác, không thì 365 ngày còn lại, tôi vẫn chưa bao giờ quên thực hiện thói quen này. Cùng với việc biết ơn tổ tiên, tôi cũng không bao giờ quên việc cảm ơn cuộc đời, vì đã mang một ngày bình an nữa đến với tôi, hay cảm ơn các bạn nhân viên. Cảm ơn những người xung quanh mình và luôn tự hứa với lòng rằng ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng sống trọn từng khoảnh khắc. Kể từ khi bắt đầu thực hiện những thói quen đó, tôi cảm thấy mình được mở mang thêm rất nhiều điều chứ không đơn thuần là một nhà điều hành doanh nghiệp nữa. Khi có bất kỳ một dự án hay một sự kiện lớn nào, tôi đều cầu mong nó sẽ thành công. Những điều như vậy tuy chỉ thực hiện trong một phút ngắn ngủi, nhưng kỳ diệu thay, tôi đã có thể tịnh tâm và bắt đầu một ngày bằng luồng cảm xúc vô cùng mới mẻ. Và tôi cũng nhận thấy rằng hiệu suất làm việc của bản thân đang dần dần tăng lên. Không phải bất cứ việc gì chúng ta cũng có thể tự mình thực hiện. Chính vì vậy, bạn đừng quên thể hiện lòng biết ơn đối với các mối quan hệ trong công việc, chẳng hạn như đối tác làm ăn, các công ty liên quan, cũng như gửi lời cảm ơn đến cả các mối quan hệ cá nhân của riêng mình. Tuy nhiên, cũng có những lúc tôi bị cuốn vào vòng xoáy bộn bề của công việc và quên bén đi việc thể hiện lòng biết ơn này. Để tránh chuyện đó xảy ra, bạn cần phải biến nó thành thói quen mỗi ngày.
Chẳng hạn như sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ rời khỏi giường, sau đó mở cửa sổ, cảm nhận sự khởi đầu của ngày mới và thầm nói câu cảm ơn từ tận đáy lòng đến với những người xung quanh. Bản thân tôi cũng cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp khi được nói câu cảm ơn đến cuộc đời vì đã cho tôi thêm một cơ hội đón chào ngày mới. Nếu ngay từ lúc khởi đầu một ngày, bạn đã mang trong mình lòng biết ơn thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ là một ngày đầy hứng khởi với những luồng cảm xúc tích cực. Đừng ngần ngại mà hãy thử cố gắng thực hiện nó nhé! Điều 4. Đến gặp bản thân trong tương lai bằng thiền định. Khi còn nằm trên giường. Dạo gần đây, tầm quan trọng của việc tỉnh thức đã được mọi người nhìn nhận lại. Tỉnh thức có nghĩa là điều chỉnh tâm trí bằng nhận thức về sự tồn tại của bản thân ở đây, ngay tại lúc này. Không chỉ được thực hiện bởi các nhà điều hành doanh nghiệp, chính trị gia, vận động viên thể thao, hay những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tỉnh thức còn được nhiều doanh nghiệp áp dụng vào quá trình đào tạo nhân viên. Ngay cả những người thường gặt hái được thành quả cũng hay tận dụng trạng thái tỉnh thức này. Điều chỉnh tâm trí, khám phá bản ngã và tiềm năng của bản thân sẽ mang đến hiệu suất làm việc cao nhất. Những lúc như thế này, thiền là thứ không thể thiếu. Có lẽ khi nhắc đến thiền, nhiều người sẽ nghĩ rằng phải khoanh chân tọa thiền, bị thác nước dội xuống đầu hay phải đến những nơi đặc biệt để được hướng dẫn. Thế nhưng, trên thực tế, khoảng thời gian thích hợp để bạn tự nhiên rơi vào trạng thái thiền nhất là khoảng thời gian ngay sau khi thức giấc. Chắc hẳn, có những lúc bạn không tài nào mở mắt nổi dù cho đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi, phải không? Đó là do bạn đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hay nói cách khác là giấc ngủ REM. Giấc ngủ REM là tình trạng não bộ đã thức dậy hoạt động trong khi cơ thể vẫn trong trạng thái nghỉ ngơi. Có thể nói đó là một loại thiền. Người ta cho rằng khi đang ở trạng thái thiền, con người sẽ dễ dàng thể hiện bản thân và những suy nghĩ thật. Nếu bạn đang là một người mờ mịt về tương lai, bạn hãy thử sử dụng khoảng thời gian này để vẽ nên hình ảnh của chính mình trong tương lai. Cách thực hiện điều này vô cùng đơn giản. Khi cảm thấy bản thân đã rơi vào trạng thái thiền, bạn hãy suy nghĩ về việc bản thân sẽ ra sao trong vòng 3 năm tới và hình dung về phiên bản lý tưởng của chính bạn. Chẳng hạn như, tôi muốn sở hữu một cửa hàng, tôi muốn nói được tiếng Anh, hoặc bất cứ mong muốn nào khác. Nhưng điều quan trọng đừng để ý tưởng vừa nảy ra bị trôi đi mà hãy tiếp nhận chúng. Nếu đã hình dung rõ ràng về phiên bản lý tưởng của mình, tiếp theo, bạn hãy tưởng tượng về một bản thân không khác gì hiện tại, không hề trưởng thành hay tiến bộ thêm chút nào. Một bản thân đã lãng phí thời gian 3 năm nhưng không khác gì so với thực tại ngoài việc già đi. Khi hai phiên bản của chính bạn trở nên rõ ràng, hãy đặt câu hỏi cho từng người một. Trước hết, bạn hãy hỏi phiên bản lý tưởng của mình như sau. Để trở thành phiên bản lý tưởng này, 3 năm trước bạn đã làm gì? Dự hội thảo liên quan đến bằng cấp, mua tài liệu để bắt đầu học giao tiếp tiếng Anh hay chuyển việc. Chắc chắn bạn sẽ được chỉ dẫn việc gì đã diễn ra. Đó chính là những hành động mà bạn nên thực hiện ngay lúc này. Là một bước tiến để bạn của hiện tại có thể trở thành phiên bản lý tưởng của mình. Sau khi gặp bản thân của 3 năm sau, bạn hãy xác định rõ bước đầu tiên nên làm là gì và biến chúng thành hành động thực tiễn. Bạn cần viết nó vào sổ tay, thời khóa biểu. Bằng cách đó, những hành động ấy sẽ trở thành những chuyện mà bạn nên thực hiện. Nếu như bạn có thể thực hiện được những điều đó, phiên bản lý tưởng 3 năm sau ấy sẽ thành hiện thực. Nếu mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bận rộn, bạn sẽ choáng ngợp bởi những công việc trước mắt mà nảy sinh ý nghĩ muốn trì hoãn những hành động cho tương lai. Bằng việc xác định rõ lý tưởng và nguyện vọng của chính mình, bạn sẽ có thể xóa bỏ được sự do dự hay những nỗi bất an trước mắt mà giữ vững động lực cho chính mình. Hơn thế, bạn cũng có thể nhìn thấy được tương lai. Để luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình, hãy thường xuyên đến gặp bản thân ở tương lai nhé!
Điều 5. Hình dung viễn cảnh thành công. Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho buổi sáng, khi xác lập được mục tiêu trước mắt, con người chúng ta có thể nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó. Và nếu khi nằm trên giường, bạn đã được phiên bản lý tưởng của 3 năm sau chỉ ra những điều cần làm để thành công, thì bạn hãy tổng hợp và viết chúng ra thành 10 hình ảnh lý tưởng của chính mình. Lúc này, bạn hãy hình dung đến những phiên bản lý tưởng đó và nghĩ xem mình nên đi theo con đường nào để biến điều đó thành hiện thực. Hay nói cách khác, bạn sẽ làm gì để xây dựng nên câu chuyện thành công ấy? Sau khi đã hình dung cụ thể những việc cần làm, bạn hãy viết chúng ra. Hãy vẽ ra trong đầu phiên bản lý tưởng và hình ảnh hiện tại của bản thân. Từ đó, tạo ra bậc thang liên kết giữa chúng rồi từng bước leo lên. Nếu làm được như thế, bạn sẽ nhận ra một điều rằng hình ảnh phiên bản lý tưởng mà bạn luôn ao ước, tưởng chừng như không thể nào với tới. Tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong mơ, nhưng thực ra lại là thứ có thể trở thành hiện thực. Sau khi viết ra 10 hình ảnh đó, mỗi sáng, bạn hãy đọc chúng lên. Não bộ con người có vai trò như một bộ điều hướng ô tô vô cùng xuất sắc. Việc đọc lên mục tiêu tức là bạn đang thông báo điểm đến cho bộ điều hướng hiệu suất cao ấy. Nói cách khác, lúc đọc mục tiêu chính là lúc bạn đang thông báo hình ảnh phiên bản lý tưởng, thông báo mục tiêu đến não bộ của chính mình. Từ đó, não bộ sẽ tiếp nhận hình ảnh ấy vào đầu, hay nói cách khác là sẽ thiết lập nó. Tuy nhiên, khác với bộ điều hướng của ô tô, phương pháp này sẽ không giúp chúng ta ngay lập tức bắt đầu hành động, mà thay vào đó, những thông tin cần thiết để trở thành phiên bản lý tưởng sẽ dần dần hiện ra trước mắt, dù bản thân bạn không hay biết. Việc đọc mục tiêu sẽ giúp bản thân bạn chuẩn bị môi trường cho việc phát triển. Chẳng hạn như trước đây, tôi đã từng đề ra mục tiêu viết sách. Đối với tôi, tại thời điểm đó, việc xuất bản một cuốn sách của riêng mình là một việc làm vô cùng khó khăn. Nó giống như một câu chuyện cổ tích trong mơ vậy. Dù vậy, tôi vẫn nung nấu khao khát cháy bỏng rằng mình muốn xuất bản sách. Vài năm sau, mong ước đó của tôi đã trở thành hiện thực. Bằng việc lặp đi lặp lại phiên bản lý tưởng của chính mình, hình ảnh ấy đã đi vào tiềm thức tôi và dần biến tôi thành phiên bản mà tôi hằng mơ ước. Việc quan trọng khi đặt ra mục tiêu không phải xem xét khả năng có thể hay không thể, mà bạn hãy tập trung vào điều muốn làm và điều muốn thử làm. Nếu thiết lập mục tiêu theo hướng này, bạn sẽ tìm được hình ảnh mà bản thân thật sự muốn trở thành. Kết quả là bạn sẽ tạo được động lực mạnh mẽ cho bản thân, cũng như đạt được mục tiêu của chính mình. 10 hình ảnh về phiên bản lý tưởng của chính tôi. Trở thành nhà sản xuất thương hiệu đứng đầu Nhật Bản. Xuất bản ra cuốn sách bán chạy nhất với hơn 100.000 bản, nhằm đem đến lợi ích cho mọi người. Trở thành một diễn giả có khả năng thúc đẩy động lực hàng đầu Nhật Bản. Tích cực hoạt động như một trí thức tài năng trên truyền hình. Tích cực hoạt động như một nhà sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra những người phụ nữ tỏa sáng trong lĩnh vực kinh doanh. Sống hết mình cho ngày hôm nay. Leo lên đỉnh núi cao nhất. Giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài. Luôn thử thách bản thân bằng việc thử làm những điều mới lạ. Điều 6. Hát vang ca khúc chủ đề của riêng mình. Khi đang tắm buổi sáng, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy vô cùng chán nản nếu như ngày nào cũng phải bộn bề với công việc. Tuy nhiên, việc chán nản kéo dài như vậy sẽ không tốt cho bạn và những người xung quanh. Vì vậy, bạn phải thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt. Phương pháp được khuyến khích ở đây là hãy hát vang ca khúc giúp bạn cảm thấy hưng phấn. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng cảm nhận được sự vui vẻ, sảng khoái khi được nghe bản nhạc mình yêu thích. Bởi vốn dĩ, âm nhạc có khả năng tiếp thêm sức mạnh cho con người. Chẳng hạn như khi xem một trận đấu thể thao, bạn sẽ nhận thấy âm nhạc luôn được vang lên mỗi khi các vận động viên xuất hiện. Tuyển thủ Matsui, người từng chơi trong Major League Yankees, khi đứng ở các chốt gôn,
anh thường hét vang bài hát chủ đề của Godzilla để tăng thêm khí thế. Nhờ vậy mà anh đã ghi được nhiều thành tích chói lọi. Ngoài ra, nhiều vận động viên Olympic giành được huy chương cũng nói rằng việc nghe bản nhạc yêu thích trước trận đấu sẽ giúp họ nâng cao động lực thi đấu hơn. Ngoài ra, việc hát vang bài hát thành tiếng cũng được ghi nhận là mang lại hiệu quả cao hơn so với việc bạn chỉ đơn thuần nghe nó. Lấy ca khúc khiến bạn vui vẻ làm ca khúc chủ đề và hát vang nó vào mỗi sáng sẽ giúp bạn có thêm động lực để khởi đầu một ngày mới đầy hứng khởi. Tôi khuyến khích bạn nên hát vang ca khúc của bản thân vào thời điểm đang tắm sáng. Nếu bạn có lỡ hát hơi to một chút thì cũng an tâm, vì tiếng vòi sen sẽ lấn át đi âm thanh ấy. Lúc hát, bạn đừng để ý mọi thứ xung quanh mà hãy thoải mái hát vang lên. Phương pháp này giống như một phương pháp trị liệu có tên là liệu pháp âm nhạc. Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc cùng với công dụng của nó đã được chứng minh trong y khoa. Trên thực tế, bản thân tôi cũng đã cảm nhận được sức mạnh này. Dù ngày hôm trước tôi đã gặp phải chuyện buồn bực, không suôn sẻ, thế nhưng khi tôi hát to ca khúc của chính mình, tất cả căng thẳng đều tan biến. Tuần hoàn máu cải thiện hơn, cơ thể ấm lên và tràn đầy sức sống. Nhân tiện, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là tôi có rất nhiều ca khúc chủ đề. Ca khúc dành cho những ngày có cuộc đàm phán làm ăn quan trọng. Ca khúc dành cho những ngày phải vực dậy tinh thần. Hay ca khúc dành cho những ngày có buổi diễn thuyết trước đám đông. Mỗi dịp như vậy, tôi sẽ đổi và hát vang ca khúc tùy theo tâm trạng và dự định của bản thân mình vào ngày hôm đó. Bằng cách này, tôi đã có thể dễ dàng điều chỉnh lại động lực phù hợp với dự định của chính mình. Dù gặp phải rắc rối gì đi nữa, tôi cũng đều thực hiện những việc này vào mỗi buổi sáng. Vả lại, cho dù bây giờ tôi có mong muốn thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể quay về quá khứ sửa sai. Hay dù tôi có lo lắng cho tương lai mịt mù của mình bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể làm được việc gì khác. Chính vì thế, điều quan trọng bây giờ chúng ta nên làm là hãy sống một ngày đầy năng lượng. Ngày hôm nay sẽ trôi qua trong hứng khởi hay đầy u ám, đều tùy thuộc vào mỗi người. Chỉ bạn mới có thể điều khiển được điều đó. Thái độ lạc quan chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những cảm xúc tích cực và giúp bạn đánh tan những suy nghĩ u ám kia. Điều 7. Tâm sự với cơ thể bằng cách duỗi người và rèn luyện cơ bắp. Sau khi rời khỏi giường, trạng thái của cơ thể, não bộ và trái tim luôn thống nhất với nhau. Khi cơ thể chúng ta đang trong tình trạng không ổn định, không khỏe hoặc lờ đờ do có việc phải sầu não, thì chúng ta sẽ không thể đưa ra quyết định chính xác. Đó đều là những biểu hiện hết sức bình thường. Người hay đạt được thành quả là những người thường nhạy cảm với trạng thái cơ thể của chính họ. Một khi họ phát hiện có một bộ phận nào đó trên cơ thể không khỏe, họ sẽ bảo dưỡng nó ngay. Vì họ biết rằng chỉ khi cơ thể, não bộ và trái tim thống nhất thành một, họ mới có thể phát huy tốt nhất hiệu suất làm việc của mình. Bằng cách duỗi người đơn giản, bạn có thể nhìn thấu trạng thái cơ thể của chính mình. Bản thân tôi cũng đã thực hiện động tác nhẹ nhàng vươn vai và rèn luyện cơ bắp này vào mỗi buổi sáng. Tôi đã tham khảo điều này từ lời khuyên của một vị huấn luyện viên mà tôi quen. Đầu tiên, hãy duỗi người và thả lỏng cơ thể vừa đủ. Tiếp theo, nâng cao chân để tập cơ bụng. Dang rộng tay chống đẩy để tập cơ ngực. Mỗi bài như vậy tập tầm 1 phút. Dạo gần đây tôi đã duy trì hơn một chút. Vì những động tác này chỉ kéo dài 1 phút nên bạn sẽ không cảm thấy quá sức. Bằng cách duỗi người, bạn có thể xác định chính xác bộ phận nào đang bị đau hoặc cảm thấy khó chịu. Nhờ đó, bạn sẽ phát hiện được triệu chứng khi nó còn ở giai đoạn đầu và ngăn chặn bệnh không tiến triển trầm trọng hơn. Mặt khác, nó cũng giúp ngăn ngừa đau lưng và tránh những tổn thương không đáng có. Nếu như lúc thực hiện động tác, bạn cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, quá sức, thì đó chính là lúc bạn cần nghiêm túc trò chuyện với cơ thể bạn. Ngoài ra, sau khi tập luyện xong, bạn nhất định phải nói lời cảm ơn đến cơ thể của chính mình. Khi bạn bày tỏ lòng biết ơn vì nó đã cố gắng hoạt động suốt một ngày dài,
nó sẽ càng phấn khích và làm việc hăng say hơn nữa. Một khi cơ thể không còn cử động thì ý chí dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm được gì. Cơ thể, sức khỏe chính là yếu tố quyết định để có được một hiệu suất làm việc cao. Vì vậy, hãy biết ơn và quan tâm nó để luôn có một cơ thể khỏe mạnh nhé. Chương 2. Những việc làm vào buổi sáng để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Điều 1. Chỉ đặt ra 3 mục tiêu trong ngày. Trước khi bắt đầu làm việc, dù những việc bạn muốn làm hay cần làm nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng thật đáng tiếc. Quỹ thời gian của bạn là có hạn. Chính vì vậy, những việc bạn có thể thực hiện trong một ngày cũng có giới hạn nhất định. Tuy nhiên, có một cách tuyệt vời để bạn thực hiện đúng những việc cần làm trong khoảng thời gian hữu hạn này. Đó chính là chỉ đặt ra 3 mục tiêu trong ngày. Điều quan trọng không phải là đặt ra những mục tiêu lớn lao mà là đặt ra những việc bạn xác định sẽ làm được. Chẳng hạn như trong hôm nay phải sắp xếp lại đống tài liệu tồn đọng hoặc chuẩn bị tư liệu gặp khách hàng trong cuộc gặp mặt vài ngày sau hoặc hoàn thành bản thuyết trình. Chúng phải là những việc bạn có thể chắc chắn hoàn thành được nếu như cố gắng. Có lẽ bạn sẽ nghĩ 3 mục tiêu trong một ngày là quá ít. Thế nhưng, việc đặt ra một danh sách mục tiêu rồi không thể nào hoàn thành hay việc phải khốn đốn tìm cách xoay sở làm sao để hoàn thành xong đống mục tiêu ấy sẽ chỉ khiến bạn thất thoát năng lượng và làm cho năng lượng của từng mục tiêu bị suy giảm. Nếu như vậy, thì việc đặt ra mục tiêu cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Vì mục tiêu của hành động này là để hoàn thành công việc, cho nên bạn hãy chọn kỹ 3 mục tiêu. Sau khi đã quyết định xong, bạn viết nó ra giấy hay sổ tay, rồi nhủ thầm với lòng mình. Hôm nay mình nhất định sẽ hoàn thành 3 việc này. Con người chúng ta là một thực thể kỳ lạ, dù cho chúng ta chỉ thầm khẳng định với bản thân thôi, nhưng nó cũng đủ để khiến cho chúng ta tràn đầy dũng khí và ngập tràn phấn khởi. Thêm vào đó, chúng ta cũng có thể dễ dàng hình dung sơ bộ về những việc cần làm. Thấy được lộ trình hành động để hoàn thành mục tiêu, và một cách tự nhiên, những thông tin cần thiết để hoàn thành mục tiêu ấy sẽ hiện ra trước mắt bạn. Câu chuyện xảy ra lúc tôi viết cẩm nang đào tạo nhân lực cho một chuỗi cửa hàng nọ. Vì muốn mua tạp chí nên tôi đã ghé vào hiệu sách. Bỗng những cuốn sách về lĩnh vực đào tạo nhân lực đập vào mắt tôi nên tôi đứng lại xem thử từng cuốn. Và không biết từ lúc nào tôi chẳng thể dứt ra khỏi nó để tìm đến kệ sách tôi dự định mua lúc đầu. Chắc hẳn là do đúng vào sáng hôm đó tôi đã tuyên bố mục tiêu liên quan đến cẩm nang đào tạo nhân lực. Có lẽ vì thế mà não bộ tôi đã vô tình tìm kiếm và thu thập những thông tin ấy chăng? Kết quả là trong số những cuốn sách mà tôi nhìn thấy, tôi đã tìm được một cuốn hết sức tuyệt vời và đã quyết định mua nó. Tôi đã sử dụng những mô hình được đề cập trong cuốn sách ấy và hoàn thành tốt cẩm nang mục tiêu của mình. Khi thiết lập mục tiêu và khẳng định theo cách này, những thông tin cần thiết sẽ lần lượt đến bên tai và mắt bạn. Việc bạn cần làm chỉ là hành động dựa trên chúng, thì tự nhiên kết quả sẽ đến. Hay nói cách khác, lúc bạn khẳng định được mục tiêu thì dường như bạn đã hoàn thành được một nửa mục tiêu ấy rồi. Việc tiếp theo của bạn là định hình thật rõ và hoàn thành nó. Việc quyết định 3 mục tiêu càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Bởi để hoàn thành chúng, bạn cần phải xem xét những việc cần làm vào ngày hôm đó, dựa trên thời gian biểu. Bí quyết ở đây là bạn phải cân nhắc thời gian biểu trước những việc bạn cần làm, bởi bạn đâu thể biết được lúc nào sẽ có chuyện gì đó đột ngột xảy ra làm mất thời gian của bạn. Vì thế, việc trước tiên bạn cần làm là lấp đầy những khoảng thời gian trống. Hãy sử dụng khoảng thời gian một ngày của mình thật hiệu quả nhé! Điều 2. Hình dung hành động dựa trên thời gian biểu. Trước khi bắt đầu làm việc, đa số chúng ta đều cố gắng tuân thủ theo những gì đã sắp xếp trong lịch trình để đạt được thành quả. Tuy nhiên,
Người thành công lại là người biết cách tận dụng khoảng thời gian trống, ngoài kế hoạch, để tạo ra thành tựu. Do đó, vào mỗi buổi sáng, việc đầu tiên bạn cần làm là nắm rõ bản thân có thể tự do sử dụng được bao nhiêu thời gian trong ngày hôm nay và lên kế hoạch hành động trong khoảng thời gian đó. Nói cách khác, bạn hãy trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực biết cách sử dụng thời gian rảnh. Để nắm rõ lượng thời gian trống ngoài kế hoạch này, bạn nên lập thời gian biểu. Việc lập thời gian biểu sẽ giúp bạn hình dung được những việc bản thân cần làm vào ngày hôm đó. Đầu tiên, bạn liệt kê ra việc cần làm vào hôm đó. Trong số những công việc ấy, hãy viết ra những lịch trình có thời gian cố định, chẳng hạn như cuộc hẹn gặp đối tác kinh doanh, thời gian di chuyển cho cuộc hẹn, thời gian chuẩn bị, rồi điền chúng vào thời gian biểu. Tiếp theo, bạn hãy viết ra những việc lặt vặt hay những cuộc gọi mà bạn không được quên cùng với 3 mục tiêu đã đặt ra lúc sáng. Sau khi viết tất cả ra giấy, bạn hãy chọn ra trong số đó những việc quan trọng buộc phải làm xong và phân bổ nó vào thời gian biểu. Sau đó, hãy xem xét thật kỹ mức độ khẩn cấp và quan trọng của những việc còn lại để đặt thứ tự ưu tiên và phân chúng vào thời gian biểu theo mức ưu tiên giảm dần. Nếu có cuộc gọi quan trọng buộc phải trao đổi kỹ lưỡng, bạn hãy ghi nó vào để có thể bắt tay giải quyết ngay lúc bắt đầu công việc. Tránh làm nghiêm trọng vấn đề do không xử lý kịp thời. Hãy sắp xếp khung thời gian để bạn có thể bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của đối phương. Nếu cần thêm thời gian để xử lý gọn gẽ vấn đề, hãy tính cả khoảng thời gian đó và thêm vào. Trong trường hợp không có việc gì quá gấp cần phải làm ngay, bạn hãy bắt tay vào giải quyết những vấn đề không gấp nhưng quan trọng, hoặc những việc không quan trọng nhưng sớm muộn gì cũng phải làm. Việc viết ra những điều cần làm và sắp xếp thứ tự ưu tiên là cách vô cùng hữu ích để danh sách công việc ngày hôm đó diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và đạt được hiệu suất cao. Hơn nữa, cùng với việc xác nhận thời gian biểu, việc viết ra kế hoạch cũng giúp cho đầu óc bạn sắp xếp những việc bản thân cần làm hay cần cân nhắc đến trong ngày hôm đó. Ngoài ra, bằng cách này, bạn cũng có thể loại bỏ được những dự định hay công việc thừa thãi. Có thể nói, đây chính là việc làm không thể thiếu để có thể hình dung cụ thể một ngày của bạn. Cách sắp xếp thứ tự ưu tiên. 1. Xem xét mức khẩn cấp. 2. Xem xét tầm quan trọng. 3. Xem xét khoản tiền, lợi nhuận sinh ra, vai trò của thành quả. 4. Xem xét mức độ những yếu tố liên quan, có tốn thời gian không, có thể hoàn thành trong thời gian ngắn không. 5. Xem xét tiềm năng. Điều 3. Dán danh sách việc cần làm lên bảng. Trước khi bắt đầu làm việc, người biết cách tạo ra thành quả sẽ xác định rõ những việc cần làm trong hôm đó rồi mới bắt tay vào thực hiện công việc. Việc chỉ nảy ra suy nghĩ, mình sẽ làm cái này rồi cái này nữa, trong đầu sẽ trở nên rất mơ hồ. Vì thế, hãy viết ra tất cả những việc cần làm trong hôm nay, kể cả những việc nhỏ nhặt, rồi dán nó ở nơi bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Bạn hãy viết ra 3 mục tiêu, 3 việc chắc chắn phải hoàn thành. Kế tiếp là những việc cần làm khác để thực hiện trong hôm nay, rồi tổng hợp thành danh sách việc cần làm. Sau đó, dán nó vào nơi mắt dễ nhìn thấy như tấm bảng trước bàn làm việc. Thật không quá khi ví danh sách việc cần làm như viên kim cương thô. Nhờ thực hiện những việc được viết ở đấy, vô số thương vụ đã được hình thành hay ý tưởng về sản phẩm mới đã được nảy ra. Từ đó mà bạn nhận được rất nhiều lợi ích. Trước đây, việc như thế đã từng xảy ra với tôi. Ngày hôm đó, tôi quyết định tận dụng một cách có ích khoảng thời gian di chuyển trên tàu điện cho 3 mục tiêu. Vừa bước lên tàu, tôi liền nghĩ ngay đến những dự định cho cuốn sách. Tiếp theo đó, tôi đã hoàn thành bản kế hoạch chỉ trong một tiếng di chuyển ấy. Hơn nữa, từ kế hoạch đó, một cuốn sách đã ra đời và rất nhiều người đã đón nhận nó. Trong bản ghi chú, hãy viết ra 3 mục tiêu của hôm đó. Chẳng hạn như những việc liên quan đến kinh doanh trong ghi chú giấc mơ, kế hoạch về các mức ý tưởng hay chi tiết những việc cần làm trong hôm nay. Dù ý tưởng của bạn có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa, nhưng lại bị quên mất thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Để điều đó không xảy ra, bạn cần hệ thống và dán chúng lên tấm bảng ngay tầm mắt bạn.
Điều 4. Tạo ra sự khác biệt trong công việc bằng cuộc họp chiến lược của riêng mình. Trước khi bắt đầu làm việc, chiến lược là thứ quan trọng không thể thiếu trong kinh doanh. Có thể nói, chỉ khi có chiến lược, chúng ta mới có thể tạo dựng được kết quả. Cuộc sống cá nhân của mỗi chúng ta cũng vậy. Để có được một cuộc sống lý tưởng, chúng ta phải biết cách lập kế hoạch chiến lược cho từng ngày vào mỗi buổi sáng. Ngày hôm nay của bạn sẽ diễn ra thế nào? Hãy hình dung đến phiên bản lý tưởng và lập kế hoạch hành động để thực hiện hóa nó. Không chỉ gói gọn ở việc lập ra danh sách những điều cần làm, việc xem xét những điều không cần thực hiện cũng là một bước vô cùng quan trọng trong việc lập ra chiến lược này. Hay nói cách khác, quyết định những việc cần làm chính là quyết định những việc không cần và không thể làm. Michael Porter, vị thần chiến lược kinh doanh đã nói, chiến lược là quyết định những gì không nên làm. Hay hãng sản xuất máy tính xách tay Dell cũng đã đề ra chiến lược không sử dụng dịch vụ thuê ngoài trong quy trình lắp ráp như những công ty khác, và họ đã đạt được thành công. Cũng có những người quan niệm rằng tôi phải làm vì những người khác cũng đang làm như thế. Tuy nhiên, những việc người khác đang làm không phải lúc nào cũng là việc nên làm đối với bạn. Và dù là một cá thể độc lập hay thuộc một tổ chức nào đi chăng nữa, thì những người thường đạt được thành quả sẽ không bao giờ ép bản thân làm theo người khác một cách vô tội vạ như vậy. Hãy âm thầm nỗ lực với những điều bản thân bạn cần làm, và rồi một ngày nào đó, thành quả sẽ đến tìm bạn. Hãy tạo ra sự khác biệt thật rõ ràng trong công việc của mình nhé! Để lên kế hoạch giúp bản thân trở nên khác biệt so với người khác, việc bạn cần làm là lên chiến lược, những việc không nên làm. Và khi nhắc đến hai từ chiến lược này, hầu như mọi người sẽ có xu hướng tập trung toàn bộ sức lực để hoàn thành những việc đã đề ra. Tuy nhiên, việc quyết định những việc không cần làm mới là điều quan trọng. Và tôi gọi khoảng thời gian để chọn ra việc không cần làm là cuộc họp chiến lược một mình vào buổi sáng. Khi đã viết ra những điều cần thực hiện vào danh sách việc cần làm, bạn hãy quyết định luôn những việc không cần làm, không cần động đến trong ngày hôm nay. Việc đưa ra quyết định loại bỏ này tức là bạn đã vạch ra những việc không cần thực hiện. Tuy vậy, nhưng việc quyết những việc không cần thực hiện này quả thật không hề đơn giản. Hãy chọn ra những việc bản thân không cần làm, những việc có thể nhờ sự trợ giúp của người khác và đánh dấu X vào chúng. Sau đó, hãy đánh số theo thứ tự ưu tiên vào các mục còn lại trong danh sách. Sức người là có hạn và thời gian cũng vậy. Có thể nói, quyết định những việc không cần làm là điều quan trọng nhất để tận dụng thời gian một cách hữu ích. Không xem TV, không đi nhậu, những điều này cũng là những chiến lược đỉnh cao đấy. Nếu những việc không cần làm được xác định rõ, thì những việc nên làm cũng tự nhiên rõ ràng theo. Thời gian họp chiến lược của mình chính là khoảng thời gian bạn sẽ đối diện và nhìn nhận lại bản thân một cách khách quan. Bằng cách thực hiện việc này hàng ngày, bạn sẽ tìm được chiến lược tuyệt vời nhất cho cuộc đời mình. Điều 5. Không để lỡ cơ hội bằng cách phân loại email. Khi còn trên giường, đã từng có người than phiền với tôi rằng hàng ngày mỗi việc trả lời email thôi cũng đi tong cả nửa buổi sáng. Tôi không thể nào phủ nhận vai trò của công cụ này trong việc giúp cho quá trình kinh doanh tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên, nó cũng như một con dao hai lưỡi, làm cho công việc của bạn bị ứ động lại. Trong thực tế, nếu bạn định cùng một lúc trả lời tất cả các email thì bạn sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy. Bởi đến cả hạt bụi cũng có thể chất chồng thành núi mà. Và những người thường đạt được thành quả, họ sẽ xử lý email một cách riêng lẻ. Không chỉ trên máy tính ở công ty, họ còn xác nhận và trả lời email trên cả điện thoại. Và tất nhiên, việc trả lời email của họ cũng diễn ra rất nhanh. Nhờ vào việc dọn dẹp email từng chút một, bạn sẽ có thể tiết kiệm được khoảng thời gian trả lời để làm những công việc khác. Chính vì thế, năng suất làm việc của một ngày cũng được nâng cao. Mỗi ngày, tôi cũng nhận được rất nhiều email hay tin nhắn này nọ liên quan đến công việc. Chính vì vậy, tôi đều dành thời gian mỗi sáng để kiểm tra sơ qua chúng khi còn nằm trên giường. Mục đích chính của tôi không phải để trả lời, mà là nắm rõ việc mình đã nhận được những loại email gì. Tôi sẽ phân loại email theo kiểu
ai đã gửi, gửi với nội dung gì, có phải email khẩn không? Có ảnh hưởng đến lịch trình của ngày hôm đó không? Việc kiểm tra này giúp tôi giải quyết được tình trạng khẩn cấp một cách nhanh chóng nhất. Tùy nội dung email mà có khi lịch trình ngày hôm đó của tôi bị thay đổi một cách đáng kể. Thực tế là đã có những lần tôi phải bật dậy và chạy như bay đến công ty. Việc kiểm tra email buổi sáng cũng là cách để tôi kiểm soát những nguy cơ có khả năng gặp phải. Hơn nữa, đối với những loại email chỉ cần soạn văn bản đơn giản như xác nhận lịch trình, tôi sẽ trả lời nó ngay vào thời gian trống trước khi đến công ty hoặc trong lúc di chuyển trên tàu. Do đó, ngoại trừ những email phải trả lời tại công ty hoặc email quan trọng, những email còn lại, tôi hầu như đã giải quyết xong trước khi đến nơi. Nhờ thế, tôi đã không phải tốn thời gian cho việc trả lời email và có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Kiểm tra email vào sáng sớm còn mang lại rất nhiều lợi ích khác. Một là tốc độ phản hồi khiến đối phương cảm thấy người này đang rất nghiêm túc trao đổi với mình. Họ sẽ nghĩ bạn là người nhanh nhạy và đáng tin trong công việc. Như chúng ta đều biết, lòng tin là thứ vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Và chỉ bằng việc gửi email vào lúc sáng sớm này, bạn đã có thể chiếm trọn được sự tin tưởng ấy. Hơn thế, tỷ lệ nắm được cơ hội của bạn cũng sẽ được gia tăng. Giả sử, hai bên cùng đảm nhận một công việc thì tất nhiên người, công ty phản hồi nhanh sẽ được nhận đánh giá tốt hơn so với người, công ty phản hồi chậm. Và giả sử như trên thực tế, điều kiện của công ty bạn không quá khác biệt so với công ty của đối phương, thì bên nào phản hồi càng nhanh chắc chắn sẽ có tỷ lệ nhận được công việc càng cao. Trước đây, một người bạn tôi quen đã mời tôi đi ăn để trao đổi thông tin, và chúng tôi muốn rủ thêm 3 người bạn nữa đi cùng. Tôi đã ngay lập tức gửi email mời 3 người bạn. Kết quả là có 2 người trả lời liền trong ngày hôm đó, và người còn lại thì không thấy nói năng gì. Dù có thúc giục thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Chính vì thế, tôi đã gọi cho một người bạn khác để đi cùng. Sáng hôm sau, cuối cùng tôi cũng nhận được sự phản hồi là sẽ tham gia từ người bạn còn lại. Thế nhưng tôi đã mời đủ người cả rồi, và thế là tôi đã từ chối. Bữa ăn hôm đó diễn ra rất vui và tôi đã tiếp thu được vô số bí quyết hay trong kinh doanh. Chỉ vì phản hồi chậm mà người bạn kia của tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Phản hồi nhanh làm tăng tỷ lệ nắm bắt cơ hội cả trong kinh doanh lẫn trong đời sống riêng tư. Tốc độ chính là vũ khí lớn nhất trên thế giới này. Việc kiểm tra và phân loại email chính là cách giúp bạn nắm được thứ vũ khí ấy. Điều 6. Nhất định phải dọn dẹp xung quanh bàn làm việc vào mỗi sáng. Trước khi bắt đầu làm việc, bàn làm việc của những người thành công luôn luôn được dọn dẹp ngăn nắp. Trái lại, đa số bàn làm việc của những người chậm chạp hoặc không đạt được hiệu quả cao lại luôn bừa bộn. Bởi một chiếc bàn không ngăn nắp sẽ khiến chất lượng công việc của bạn bị giảm sút. Hơn nữa, nó còn gây khó chịu cho những người xung quanh. Để công việc được vận hành trơn tru, nhất định bạn phải dọn dẹp bàn làm việc vào mỗi sáng. Bạn chỉ tốn 1 phút nếu sắp xếp nó hàng ngày. Thái độ này sẽ mang lại cho bạn nhiều trái ngọt tuyệt vời trong thực tế. Vài năm nay, những cuốn sách nói về sức mạnh của việc quét dọn và dọn dẹp thường xuyên được xuất bản. Khái niệm dọn dẹp của Nhật Bản cũng được ca ngợi trên khắp thế giới và tác dụng của nó đang được nhìn nhận lại. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng thừa biết được sự hiệu quả của điều này trong kinh doanh. Nếu không sắp xếp bàn làm việc cho ngăn nắp, bạn sẽ mất thời gian, công sức và khiến tâm trạng trở nên bức bối vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, chẳng hạn như tìm không ra đồ, bực bội vì bàn làm việc lộn xộn mặc dù công việc của bạn đang tiến triển rất tốt. Dọn dẹp bàn làm việc chính là chuẩn bị sẵn sàng môi trường cho công việc. Thực tế là từ trước đến nay tôi đã điều hành và phát triển một vài tiệm làm tóc cũng như cửa hàng ăn uống, và tôi phải thừa nhận một điều rằng sự sạch sẽ của chúng có mối liên hệ vô cùng kinh ngạc đến doanh thu. Chính vì điều đó, cho đến bây giờ tôi vẫn luôn đề cao tầm quan trọng của việc dọn dẹp đến các nhân viên trong tiệm. Một nơi sạch đẹp sẽ lan truyền làn sóng tích cực thu hút những điều tốt đẹp. Ngược lại, một nơi bẩn thỉu với làn sóng tiêu cực sẽ chỉ mang lại những điều không hay. Vậy nên,
bạn hãy dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc của chính mình nhé. Điều 7. Chọn đúng trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Trong thời gian chuẩn bị cho buổi sáng, trang phục là yếu tố cực kỳ quan trọng trong kinh doanh. Trước đây, tôi đã từng được một người bạn mời đến bữa tiệc cá nhân của cô ấy. Vì đây là buổi tiệc cá nhân nên tôi đã chọn cách ăn mặc khá giản dị, với chiếc quần jean cùng chiếc áo sơ mi đơn giản. Và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như tại đó tôi không gặp vị khách mời đặc biệt của cô ấy. Không chỉ là khách mời đặc biệt của cô ấy, vị khách này còn có mối quan hệ vô cùng mật thiết đến việc kinh doanh của tôi. Và ngay lập tức, cô bạn đã giới thiệu tôi cho vị khách ấy. Điều đáng nói ở đây là, trong khi vị ấy đang khoác trên mình một bộ Âu phục hết sức bảnh bao, thì tôi chỉ diện một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean vô cùng đơn giản. Thôi xong. Quá muộn rồi. Tôi vừa tiếc nuối vừa trao danh thiếp. Dù đối phương không nói ra, nhưng tôi có thể nhìn thấy thái độ miễn cưỡng của họ trước bộ dạng tầm thường của tôi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói được mấy chuyện vô thưởng vô phạt với vị khách đó, và hết. Nếu như ngày hôm đó tôi mặc Âu phục chỉn chu thì có lẽ tôi sẽ được đánh giá cao ngay từ lần đầu gặp mặt. Và biết đâu được, hai bên có thể trao đổi thông tin trong lĩnh vực kinh doanh và giới thiệu cho nhau các mối quan hệ cá nhân của mình. Từ kinh nghiệm này, trừ những lúc bình thường, còn lại tôi đều luôn cố gắng mặc Âu phục hay jacket khi ra ngoài để có thể nắm bắt được mọi cơ hội xung quanh. Con người chúng ta luôn bị phán xét, đánh giá qua vẻ bề ngoài và cách ăn mặc. Đối với những người chưa quen thì việc này lại càng đúng hơn nữa. Từ trang phục, chúng ta có thể biết được rất nhiều điều. Chẳng hạn như bạn có phải người tinh tế không, có văn hóa không, có phải là người nghiêm túc hay có gu thẩm mỹ không. Sẽ có người cho rằng trang phục mình mặc chỉ cần chọn theo sở thích là được. Cách nghĩ ấy cũng có lý, bởi quần áo vốn là yếu tố để làm nổi bật bản thân. Tuy nhiên, diện mạo bên ngoài thể hiện thái độ của bạn dành cho đối phương và việc nhận định nó như thế nào là quyền tự do của họ. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Có một câu chuyện nổi tiếng như thế này, một ông giám đốc công ty công nghệ thông tin nọ bắt tay vào việc mua lại một đội bóng chày chuyên nghiệp. Ông ta xuất hiện tại buổi đàm phán với chiếc quần jean và áo thun trông rất mất thiện cảm. Khi đó, ông nói, phong cách của tôi là vậy đấy. Tuy nhiên, buổi đàm phán ấy đã thất bại. Ông ta không mua được đội bóng chày. Sau đó, cũng có một ông giám đốc công ty công nghệ thông tin khác đến xúc tiến mua lại đội bóng chày này. Ông ấy đến buổi đàm phán với bộ Âu phục chỉnh tề trông vô cùng lịch sự. Kết quả là phi vụ mua lại đã diễn ra thành công chót lọt. Quả thật, trang phục là một chiến lược quan trọng có liên đới trực tiếp đến sự tôn trọng dành cho đối phương và cũng như có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thương mại. Thực tế, cũng xảy ra nhiều trường hợp không thể đến được bàn đàm phán, dù cho bạn sở hữu năng lực hay kế hoạch kinh doanh xuất sắc đến đâu. Tóm lại, đối phương càng giỏi thì bạn càng cần phải cân nhắc trong việc lựa chọn trang phục, bởi vì đối phương có thể giải mã bạn thông qua cách mà bạn ăn mặc. Trang phục là yếu tố quan trọng quyết định giá trị của bản thân, thậm chí nó còn ảnh hưởng một cách đáng kể đến cả quá trình công việc lẫn cuộc sống. Việc đưa ra quyết định bản thân sẽ mặc trang phục gì dựa vào nơi bạn muốn đến hoặc người bạn muốn gặp ngày hôm đó là việc làm vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua. Trường hợp ngày hôm đó bạn có hơn 2 cuộc hẹn, hãy ăn mặc phù hợp với cuộc hẹn quan trọng nhất. Trong kinh doanh, trang phục là yếu tố đại diện cho chính bạn. Vì thế, hãy chọn quần áo thật cẩn thận để không bỏ lỡ cơ hội của chính mình. Điều 8. Kiểm soát cân nặng, hình thể và tự tin thể hiện mình. Trước khi tắm vào buổi sáng, dạo gần đây, việc đàn ông chăm chút vẻ bề ngoài đã trở thành một chuyện hết sức bình thường. Bởi người thành công phải là người biết cách quản lý nghiêm ngặt cơ thể, sức khỏe của chính họ. Chính vì lý do đó, ngày càng có nhiều người bắt tay vào việc tập luyện cá nhân và thay đổi chế độ ăn uống. Cách mà tôi quản lý bản thân mỗi ngày là tự kiểm tra chính mình trước gương. Đối với tôi, đây mới chính là phương pháp chính xác nhất.
Hàng ngày, nếu bạn có thể kiểm tra mình trước gương một cách nghiêm túc bằng mắt, bạn sẽ kiểm soát được hình thể và cân nặng của mình ở chỉ số tốt nhất mà không cần phải thực hiện chế độ ăn kiêng ngặt nghèo. Hơn nữa, nếu như đã tự mình xem xét kỹ càng trước gương, chắc chắn bạn sẽ mang trong mình một phong thái tự tin nhất khi đi ra ngoài. Cân nặng của tôi hầu như không thay đổi gì so với thời cấp 3. Lý do tôi vẫn có thể duy trì được vóc dáng ấy, dù không phải tập gym, là nhờ một phút rèn luyện cơ bắp mà tôi vừa giới thiệu ở phía trên, cùng với một thói quen bí mật mà tôi luôn thực hiện mỗi sáng. Đó chính là kiểm tra cân nặng trước lúc đi tắm. Giả sử cân nặng của tôi tăng lên 1 ký, tôi sẽ cắt giảm lượng thức ăn của ngày hôm đó. Tôi sẽ thay đổi chế độ sinh hoạt để giảm 1 ký ấy và lấy lại chỉ số ban đầu. Nhờ duy trì thói quen này hàng ngày mà tôi chẳng bao giờ phải rơi vào tình trạng mới đó mà mình đã mập lên 5 ký rồi á, sao mà giảm đây trời. Thầy Hirota Toshio, nhà vô địch 4 năm liên tiếp trên toàn Nhật Bản bộ môn cano kéo lướt ván, hiện đang điều hành một phòng tập thể thao, là người đã chỉ cho tôi phương pháp này và nó thật sự vô cùng hiệu quả. Trước đó, có lúc tôi đã từng tăng 5 ký so với bây giờ, vì thế tôi đã hốt hoảng thực hiện chế độ ăn kiêng. Thế nhưng, từ khi tiếp xúc với phương pháp này, tôi đã có thể cân bằng được lượng calo hấp thụ và lượng calo tiêu thụ theo từng ngày. Chính vì thế, dù không phải nỗ lực quá nhiều, nhưng tôi vẫn có thể duy trì được chỉ số cân nặng một cách hiệu quả nhất. Một khi đã không tự tin vào cơ thể, thì bản thân sẽ tự toát ra cảm xúc tiêu cực. Nếu rơi vào trạng thái tiêu cực, bạn sẽ trở nên do dự với tất cả những cơ hội lớn nhỏ, và kết quả là bạn sẽ vụt mất những cơ hội quan trọng. Con số cân nặng mà bạn cần nhắm đến phải là cân nặng bạn thật sự cảm thấy ổn khi tận mắt nhìn thấy cơ thể trần của mình. Trong cuốn sách viết về chủ đề ăn kiêng mà tôi từng đọc trước đây có ghi rằng cân nặng trung bình nói thẳng ra cũng chỉ là một tiêu chuẩn và không phải lúc nào con số đó cũng đúng. Bởi khung xương của mỗi người khác nhau và trọng lượng xương cũng vậy. Chắc hẳn, ai cũng biết người có cơ bắp tất nhiên sẽ nặng hơn người ít cơ dù vóc dáng như nhau. Và để quảng bá bản thân, trước hết bạn phải tự tin vào chính mình, phải hài lòng với nó. Để tự tin vào cơ thể mình, chắc chắn bạn phải biết cách chăm chút nó. Tuy vậy, nhưng những doanh nhân bận rộn thì lấy đâu ra thời gian chăm chút cho bản thân? Thực tế trước đây, tôi cũng từng là hội viên của một phòng tập gym. Thế nhưng hầu như tôi chẳng bao giờ đến đó. Nếu tự tin vào chính mình, bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân trước những người khác. Thực hiện những điều chỉnh nhỏ bằng cách kiểm tra cân nặng mỗi ngày, bạn sẽ không chỉ hoàn thiện được bản thân mà còn có được một ngoại hình lẫn cảm xúc tuyệt vời nhất. 3 bước kiểm tra cơ thể. 1. Xem xét sự cân đối của toàn thân khi nhìn chính diện. 2. Xem xét mức độ nhô ra của bụng khi nhìn nghiêng. 3. Xác nhận cơ ngực trông như thế nào.